Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị thống nhất về chủ trương quan điểm định hướng phát triển của tỉnh làm cơ sở cho việc lập quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh, chủ trì hội nghị. Định hướng quy hoạch tỉnh Hưng Yên nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế đặc thù của tỉnh về vị trí địa lý, kinh tế, chính trị. Đây cũng là bước cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng Bắc Bộ ở cấp tỉnh về không gian các hoạt động kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn, kết cấu hạ tầng, phân bổ đất đai, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường. Việc quy hoạch tỉnh sẽ đưa ra các định hướng, nhiệm vụ và giải pháp đẩy nhanh thực hiện các khâu đột phá chiến lược về phát triển hạ tầng, nhân lực, kinh tế, du lịch, nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ chế biến, xây dựng phương án phát triển tổng thể và định hướng bố trí hợp lý không gian phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ quy hoạch, loại bỏ các quy hoạch chồng chéo ảnh hưởng đến đầu tư phát triển. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn nhấn mạnh, việc quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 là nhiệm vụ hết sức quan trọng được xây dựng trên cơ sở những quy định pháp lý mới với cách tiếp cận và phương pháp tích hợp liên quan đến tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn. Do đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác lập quy hoạch phải thường xuyên theo dõi, bám sát tiến độ triển khai thực hiện, tham gia trực tiếp vào hoạt động của đơn vị tư vấn, là đầu mối giữa đơn vị tư vấn và các sở ban ngành và các huyện, thị xã, thành phố. Yêu cầu đơn vị tư vấn cập nhật đường kết nối di sản, hệ thống kết nối giao thông vành đai của Hưng Yên, các hệ thống giao thông kết nối khu công nghiệp, khu dân cư xanh vào dự thảo quy hoạch.